Câu chuyện bắt đầu từ một lớp học, khi giáo viên yêu cầu những học trò lớp 3 viết một bức thư về những điều mình muốn nói với chú. Những bức thư khiến ai đọc cũng phải bật cười vì sự chân thật, đáng yêu cũng như ngây thơ của trẻ. 1. Gửi chú. Con chắc rằng ngài sẽ cảm thấy rất khó khăn khi phải yêu quý tất cả mọi người trên thế giới này. Nhà con chỉ có 4 người mà thậm chí con còn không làm được điều đó. Đàn. 2. Gửi chú. Cảm ơn ngài vì tặng con một người em trai, nhưng điều con mong ước là một chú cún cơ. 3. Gửi chú. Có phải hình dạng của chú gương cao cổ là do ngài muốn tạo ra như thế, hay đây chỉ là một tai nạn thôi à? 4. Làm thế nào mà ngài biết rằng mình là chú thế à? 5. Gửi chú. Con không nghĩ rằng ai cũng có thể là một vị chú tốt. Thực ra con chỉ muốn ngài biết điều này thôi. Con không phải nói điều này vì con biết ngài là chú đâu. 6. Gửi chú. Tại sao gần đây ngài không tạo ra thêm một số con vật mới nữa mà chỉ toàn những con vật cũ thế à? 7. Gửi chú. Ai là người vẽ ra đường biên giới giữa các nước đó à? 8. Gửi chú. Con đến dự một đám cưới và thấy cặp đôi hôn nhau nhau ngay tại nhà thờ, như thế có được không à? 9. Gửi chú. Anh trai con có nói về việc một đứa trẻ được sinh ra như thế nào, nhưng con cảm thấy nó không đúng lắm. 10. Gửi chú. Ngài có thật hay không hay chỉ là mọi người nói đùa thôi à? 11. Gửi chú. Nếu ngài tặng con một cây đèn thần như của Aladdin, con sẽ cho ngài tất cả những gì ngài muốn, trừ tiền và bộ cờ vua của con. 12. Gửi chú. Con biết tất cả về nơi mà đứa trẻ bắt đầu sinh ra, đó là từ trong người của mẹ và bố là người đặt chúng vào trong đó. Vậy những đứa trẻ đã ở đâu trước đó? Có phải chúng ở trên thiên đường không à? Chúng xuống đây bằng cách nào? Ngài có phải chăm sóc chúng trước tiên không? Con luôn chờ những câu trả lời này từ ngài. 13. Gửi chú. Nếu ngài đến nhà thờ vào chủ nhật này, con sẽ cho ngài xem đôi giày mới của con. 14. Gửi chú. Con là người Mỹ, ngài là người nước nào? Theo Boris Banda,